Này mình hứng ở đây nè, nó sẽ đi vô cái túi đó, vô cái giọt này ra cái túi chút xíu mình dở lên cho mọi người xem. À rồi thấy chưa, con tép này là nó vậy nè mọi người, này là gọi là tép gông. Hello mọi người, trở lại với kênh Hoàng Linh Vlog nha. Hôm nay mình làm cái clip hớt tép mọi người. Ở cái đầu hứng tép này, tép rất là nhiều luôn. Như đây nè. Đó, để mình quay cận xuống cho mọi người xem nha. Này mình hứng ở đây nè, nó sẽ đi vô cái túi. Đó, vô cái giọt này ra cái túi chút xíu mình dở lên cho mọi người xem nè. Tép này tép gông con mọi người, nhỏ nhỏ mà. Đó, nhiều lắm nè. Thấy không? Đó, rất là nhiều tép dưới đây nè. Đó, mọi người thấy tép không? Đó, nó đi vô rất là nhiều luôn. Ở đây là đang bơm nước vô mọi người, bơm nước vô vuông để vuông tôm nè. Đó, cho nên nước từ bên đó chảy dòng ở đây nè, có một cái luồng chảy nè, tép nó đi theo nè. Mọi người thấy không? Rất là nhiều tép luôn nè. Để cái giọt đây là nó chảy hồi nó vô, chút xíu mình dở lên cho mọi người xem nè. Nhiều lắm mọi người. Vậy đặt con dưới đây hết trơn. Trong cái dũng này cũng có cá ụt rất là nhiều mọi người. Đó, bữa mình có làm cái clip dân lưới cá rô ở đây rồi đó. Rất là nhiều cá luôn. Đó, tép quá trời tép luôn. Xíu mình dở lên cho mọi người xem nha. Rồi mọi người, dở một mẻ đầu tiên nha. Đó, đó chùm tép luôn mọi người thấy không? Rồi, quay quay chỗ này nè. Cho mình xem nè. Đó, thấy không? Thấy. Đó, chùm tép luôn mọi người thấy không? Quá trời tép luôn, cục luôn. Đó, mới hứng khoảng chừng 10 phút thôi, chưa tới 10 phút nữa mọi người. Đó, mẻ đầu tiên nha. Rồi, tiếp tục. Cục hứng nữa mọi người. Đây. À, mọi người xem nè. Quá trời tép luôn mọi người thấy không? Mới một mẻ một hứng khoảng 5-6 phút rồi. Không phải tôm đâu. Khoảng 5-6 phút đó mọi người. À, quá trời tép luôn nè, thấy không? Lửa bớt giác ra. Đó. Để quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Đó đây mọi người, tép nè. Này tép gông mọi người. Con nhỏ 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 thì thôi à, không được to mấy đâu. Đó. Có những con đã có trứng rồi, con nhỏ xíu nó đã có trứng rồi nè. À, mọi người cùng xem nè. Đó, như con này đã có trứng nè. Đó, nó rất là nhỏ luôn mọi người. Đó, cặn cho mọi người xem nha. Đó, mẻ một là rất là nhiều luôn nha mọi người. Đây. Này mình đang hứng nè. Đó, mọi người thấy không? Rất là nhiều tép luôn. Đó, lội lư dưới nước hết trơn. Đó, một tay hứng một tay quay cũng hơi khó mọi người. Chút xíu nữa mình lên mẻ thứ hai quay tiếp cho mọi người xem nha. Rồi giờ mình dở mẻ thứ hai mọi người. Bây giờ cũng tầm 60 phút rồi. Đó, cuối tép luôn. Nào, mình xem nè. Quay đây nè. Thấy không? Rồi để cái quay ngang lại.
Ờ, có gì đó. Thấy không? Thấy. Ờ, để đừng có nhúc nhích nha. Để im á. Đó, nhóc tép cho nè. Nhớ thấy không? Đó, mẹ thứ hai nha mọi người. Rồi, tiếp tục hứng tiếp mọi người. Hai mẹ. Gần gần vô. Đó, nhóc ở trên rồi mọi người thấy không? Nè. Mọi người xem nè. Đó. Quá trời tép luôn mọi người thấy không? Chỉ ngồi hứng thôi chứ không cần phải làm gì hết. Chờ đợi nó vô thôi mọi người. Đó, hai mẻ được nhiêu đây mọi người. Rồi chút xíu nữa tới thêm mẻ nữa mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp nha. Bây giờ chuẩn bị thăm mẻ thứ hai mọi người, thứ ba mọi người. Mẹ thứ ba nha. Đó, bọc con nào người thấy không? Đó, cái này nhiều tép không? Đây luôn nha. Đó, bọc con nào. Đó, ba mẹ là được như đây mọi người. Có cả ký rồi đó. Tiếp tục nha mọi người. Này mọi người, ba mẻ là được nhiêu đây nè. Thấy không? Một phần thao rồi đó. Cái thao này to lắm á. Còn to to nè. Loại này to to vậy là như vậy là nó cũng đã to đó mọi người. Mấy con tép này là loại này là nó chỉ được vậy thôi, không được to mấy đâu. Đó, mình xem nè. Đó, thấy là tươi luôn, rất là tươi luôn mọi người. Nó cũng như là con guốc vậy. Mọi người thấy chưa? Quá trời luôn nè. Tươi ngon luôn, bún nhẹt 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 luôn nha. Giờ dở mẻ thứ tư mọi người. Nó sắp hết rồi cho nên mình dễ mình dở mẻ nữa là mình vô ha. Quá trời đẹp ha. Đó. Còn nhiều luôn. Nó còn ít lắm mà, mọi người, tính không còn dính nhiều như hồi nãy nữa. Mình làm 4 mẻ thôi nha. Đó, rất là nhiều luôn. Một phần thao mọi người, một lóng tay đó, cỡ một lóng tay đó. Cái thao này rất là to nha, mọi người xem nè. Đó, cỡ một lóng tay mọi người, chắc cỡ tầm 1 ký ngoài. Nhiều đây cỡ 1 ký ngoài đến 2 ký, 2 ký tép này. Còn đây không biết bao nhiêu ngàn con nào, chắc cả triệu con mọi người. Con ní ní rất là nhiều luôn nè, mọi người nè. Mọi người xem nè, đó. Nhìn thấy rất là ngon luôn mọi người nè, rất là tươi luôn. Rồi 4 mẻ là được nhiêu đây nha mọi người. Đó, đây chút xíu mình đem lên mình quay cặn cái con tép này cho mọi người xem. Rồi bây giờ mình quay cặn cho mọi người xem nha. Đừng có nhúng nhích cái nào chúng cái mấy. Rồi giờ mình quay cận cho mọi người xem nè. Đó. Rồi thấy chưa? Nè, con tép này là nó vậy nè mọi người. Cái này là gọi là tép gông. Đó, cận cảnh cho mọi người xem nè. Đó, để mình lấy thiệt là cận gần nhất cho mọi người xem để nhìn rõ con tép nha. Đó, mọi người xem nè. Rất là hấp dẫn luôn mọi người. Rất là ngon luôn, không biết làm món gì đây. Mình thấy nhiều quá, anh bắt quay chia sẻ cho mọi người xem thôi chứ không biết làm cái món gì đây. Đó. Rất là tươi luôn. Rồi, clip của mình tạm dừng ở đây mọi người.
À, mọi người xem clip thấy thú vị nhớ để lại một like cũng như comment và đừng quên chia sẻ ủng hộ Hoàng Linh nha. Chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp mọi người trong clip sau nha.